mua thịt về thì để chống dịch Covid đấy. Mọi người xem nè. Thịt đấy. Thịt đông lạnh để về từ chống dịch Covid. Gà trống. Gà trống này là ui. Mua về để dùng. Sức ăn. Vâng. Thế nha, chào mọi người nha. Chúc mọi người mạnh khỏe, tránh được dịch Covid 19. Ở đây mọi người vẫn mua bán bình thường, nói như không có chuyện gì xảy ra. Mọi người đều không đeo khẩu trang, chỉ ở mỗi mình đeo khẩu trang. Chào mọi người nha.